Đa khoa Hà Nội Viêng Chăn. Em xin chào quý thầy cô, các anh chị đồng nghiệp tại các cầu cầu. Hôm nay em xin đại diện cho Bệnh viện Hà Nội Viêng Chăn báo cáo bệnh án hội chẩn. Thông tin hành chính, giới tính nam, 76 tuổi, địa chỉ Viêng Chăn, Lào, vào viện lúc 7 giờ 48 phút ngày 18 tháng 12 2022. Lý do vào viện là nôn ra máu, tiền sử bản thân mổ sỏi thận trái năm 2014, hút 1 năm uống thuốc giảm đau thường xuyên, không giấu loại thuốc. Gia đình không ai mắc bệnh lý liên quan. Về bệnh sử, bệnh khởi phát khoảng 5 tháng nay, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, ăn uống kém, 4 đến 5 ngày đi ngoài một lần, phân vàng sụt 4 kg trong vòng 5 tháng. Ngoài ra bệnh nhân đau các khớp, vai, cổ chân, cổ tay, gối hai bên. Cách vào viện 1 ngày thì bệnh nhân xuất hiện đau bụng thượng vị, nôn ra máu đỏ tươi, lẫn máu cục màu đen, số lượng khoảng 500 ml, đi ngoài phân đen số lượng ít, mệt mỏi nhiều, hoa mắt chóng mặt, không sốt, tiểu tiện bình thường, được người nhà đưa vào viện cấp cứu. Khám lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc, da xanh, niêm mạc nhợt, lòng bàn tay nhợt, mông tay có khía, hạch tuyến giáp không to, không phù, không xuất huyết dưới da, mạch 127 lần trên phút, huyết áp 90 trên 60 ml thủy ngân, nhiệt độ 36 độ 6, SpO2 97, cân nặng 52 kg, chiều cao 160 cm. Để tiêu hóa bụng mềm, sờ có khối u ở vùng thượng vị, kích thước 5 x 5 cm, mật độ cứng, không di động, ấn đau, gan lách không to, tuần hoàn bằng hịn âm tính. Cơ xương khớp thì bệnh nhân đau các khớp, vai, cổ chân, cổ tay, gối hai bên, đau tăng khi vận động, không xương không nắng. Tim đập ở khoang lên sườn 5, đường giữa xương đòn trái, T1, T2 đều rõ, không nghe thấy tiếng tim bệnh lý. Lồng ngực hai bên cân đối di động theo nhịp thở, phổi không gian, trọng thận bầm bệnh thận âm tính, cầu bằng quang âm tính. Còn các bộ phận khác hiện tại chưa thấy bất thường. Chẩn đoán lúc vào viện, xuất huyết tiêu hóa trên, theo dõi u dạ dày trên bệnh nhân gút mạn. Các kết quả cận lâm sàng và diễn bệnh chúng em đã gửi lên hệ thống rồi. Chẩn đoán xác định là xuất huyết tiêu hóa trên do rết hành tá tràng Forex 1D có HP dương tính, u hành tá tràng suy thận cấp, sỏi thận trái trên bệnh nhân gút mạn. Nội dung hội chẩn chúng em xin ý kiến của các thầy cô. Một, chẩn đoán và điều trị hiện tại đã hợp lý chưa? Hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân này như thế nào? Em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn Bệnh viện Hà Nội Viêng Chăn đã có ca lâm sàng cũng rất là phức tạp và cho trình bày cũng khá là rõ ràng. Thì trong về kết quả chẩn đoán hình ảnh thì cũng đã có phim CT cũng đã đưa lên hệ thống. Xin kính mời tiến sĩ Lê Tuấn Linh xin đọc cái phim trước cho chúng ta có thêm thông tin. Kính thưa thầy Hải và các quý đồng nghiệp, tôi xin được đọc cái phim cắt lớp vi tính của bệnh nhân mà các bạn đã gửi. Ở đây thì các bạn đã chụp cả trước tiêm, sau tiêm thì động mạch, tĩnh mạch. Thì tôi phép phân tích một thì thôi, một cái thì chụp thôi. Thì ở trên bệnh nhân này chúng ta thấy thì trên dưới thì bệnh nhân có một cái biến đổi giải phẫu một chút. Đấy là cái gan trái thì tương đối là teo nhỏ và vẫn tương đối đồng nhất, không rõ khối. Đấy, còn lại thì cái đại tràng do cái gan trái teo nên cái khung đại tràng nó đi lên và nó làm lách giữa cả len vào giữa cơ hoành với cả gan. Đấy, tiếp đó thì đây là phần dạ dày của bệnh nhân. Thì chúng ta có thể thấy ở dạ dày của bệnh nhân thì đến cái khu vực vùng hang vị thì thành của dạ dày nó dày lên không đều. Đấy, tuy nhiên cũng có một chút cái thâm nhiễm mỡ xung quanh nhưng chưa có cái dấu hiệu xâm lấn hay là tạo thành một cái khối rõ ràng. Thế ngoài ra thì cũng rất tiếc là ở trên cái phim này thì các bạn không cho bệnh nhân uống thuốc cản quang. Đấy, nhưng mà tôi thì đang nghi ngờ có một cái tổn thương. Đây là cái khu vực ở vùng hang vị của các bạn. Thì đang nghi ngờ là mặt sau của hang vị nó có một cái đường thông và nó tạo thành một cái ổ dịch khí nằm phía đằng sau. Thế thì cái hình ảnh của cái ổ này mà nó lại khá cụt, nếu mà chúng ta chạy xuống dưới hay đi lên trên thì nó đều hết. Và nó có cái ổ này thì xung quanh nó cũng hơi có cái thâm nhiễm mỡ. Thì nó có hai cái giả thiết. Một, đây là một cái túi thừa của tá tràng. Hai là có thể là một cái ổ thủng bít của phía mặt sau của phần hang vị.
Muốn làm rõ cái này, thực ra thì chúng ta cho bệnh nhân uống một ít cái thuốc cản quang mà chúng ta pha với nước. Cái thuốc cản quang này là chính là cái thuốc mà chúng ta tiêm cho bệnh nhân ấy. Đấy, các bạn pha theo hàm lượng là các bạn lấy khoảng 7 cho đến 10 ml thuốc cản quang. Các bạn pha vào một chai Lavin, chai nước 500 ml, sau đó cho bệnh nhân uống và sau khoảng độ 5 phút thì các bạn chụp, thì chúng ta sẽ đánh giá cái tương quan của cái ống tiêu hóa chính, tức là dạ dày, tá tràng, vân vân, với cả cái mà chúng ta đang nghi ngờ, một cái ổ áp xe hay là một một cái ổ thủng bít hay là một cái ổ túi thừa của tá tràng nó nằm ở đây. Đấy, cái này thì về sau cái buổi hội chẩn này các bạn có thể bổ sung thêm. Thế còn để với cái phim như thế này thì chúng tôi cũng đang buộc vẫn phải đưa ra hai cái giả thiết đó. Kèm theo thì tổn thương ở hang vị thì thành dày không đều và có một chút cái thâm nhiễm mỡ xung quanh. Thế tuy nhiên nếu đây là một cái tổn thương u của hang vị thì cũng không phải là cái giai đoạn tiến triển. Cái mà các bạn mô tả trên lâm sàng là các bạn sờ thấy khối khoảng 4 đến 6 cm thì khả năng thì chúng ta sẽ sờ đấy là các cái quai đại tràng nó lên cao và nó giãn ra. Thế còn cái này thì chúng ta thấy là nó nằm cũng tương đối khá sâu ở phía trong ổ bụng và chưa có tạo thành các cái đám hay khối mà dính vào thành bụng trước. Đấy. Tiếp đó thì ở toàn bộ phần dưới của bụng thì chúng ta thấy nó cũng chỉ có tình trạng là nhiều hơi trong các cái khoang đại tràng, nếu không có các cái tổn thương của các ống tiêu hóa khác. Các cái tổn thương hạch thì cũng chưa rõ ràng. Ở thận bên trái thì chúng ta có một cái sỏi gọi là sỏi san hô ở bên trái và đã gây ra tổn thương viêm teo của nhu mô thận của bên trái. Hiện tại thì đài bể thận giãn thì không đáng kể. Hình ảnh của thận nó giống một cái viêm thận bể thận mãn và có cái sỏi san hô nằm ở bên trong, chứ không có nước. Chức năng thận thì ở đây chúng ta có chụp một cái thì động mạch và thì tĩnh mạch, chúng ta không chụp thì muộn. Thì chúng ta thấy là nhu mô thận vẫn ngấm thuốc. Thế còn nếu chụp thì muộn mà chúng ta muốn chắc chắn nữa về chức năng thận, chúng ta sẽ chụp muộn hơn. Khoảng độ 15 phút chúng ta xem nếu có thuốc cản quang đi ra ngoài chỗ bể thận này thì chức năng của thận vẫn còn. Đấy là toàn bộ cái nhận định về trên chẩn đoán hình ảnh đối với bệnh nhân này. Xin hết ạ. Các anh chị có mô tả hạch ở đây có dọc động mạch chủ có? Cái hạch trong trường hợp này thì cũng không rõ ràng lắm đâu. Đây là các cái hệ thống mạch máu nằm ở bên cạnh động mạch chủ. Thì có thể có 1-2 cái hạch nhưng mà nó rất nhỏ. Đấy, tôi lấy ví dụ thôi. Đấy là cái đoạn ở dưới của bó mạch thận đi vào thì cũng có thể có 1-2 cái hạch nhỏ nằm ở phía đằng sau này. Những hạch nhỏ này thì cũng không điển hình của một cái hạch viêm hay là một cái hạch ung thư được. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Lê Tuấn Linh. Cũng cái đọc phim này thì cũng mở ra cho chúng ta cơ hội nói rộng hơn là rằng là cũng có một cái túi thừa hay là một cái thủng bít, cái thủng và tạo cái giò vào đấy, và chúng ta thấy nó mở rộng hoàn toàn hơn và tính chất lành tính hơn nhiều so với cái việc của chúng ta nghĩ rằng là một cái khối ung thư, đúng không ạ? Thì để tiếp theo thì chúng tôi cũng xin mời các bác sĩ chuyên khoa trong trong cái phòng hội thảo hôm nay. Xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Thị Thu Thảo, nội tiêu hóa. Xin bác sĩ cho ý kiến nhận xét về trường hợp lâm sàng này. Xin vâng, mời. Trước khi em xin ý kiến của các anh chị cho em xem cái hình ảnh nội soi của các anh chị được không ạ? Mà mình có up được ảnh nội soi được không ạ? Không có up lên. Tại vì trong cái mô tả của anh chị thì chỉ có mô tả là loét hành tá tràng forest 1B. Thì ở đây thì cũng không có mô tả ở trong cái thành dạ dày thế nào, có máu ở trong dạ dày nhiều hay không, rồi các cái can thiệp mà các anh chị đã can thiệp cho bệnh nhân như thế nào rồi ạ. Dạ, em chào cô, em báo cáo em là bác sĩ soi ạ. Hôm đấy hôm ngày 18 thì em soi thì kiểm tra trong dạ dày thì không có tổn thương gì đặc biệt ạ. Niêm mạc dạ dày thì cũng không thấy gì đặc biệt, chỉ có thấy máu chạy ngược từ tá tràng lên một chút. Sau khi xuống phần hang tá tràng thì kiểm tra thấy có loét với có dính với cục máu đông, máu đang rỉ. Cục máu đông thì kích thước to, nó lấp lây lòng hành tá tràng, không xuống kiểm tra được phân sau. Chúng em thì có
máu và chưa bấm sinh thiết. Em xin báo cáo. Mà hôm nay thì theo đặt xong dạ dày thì bệnh nhân có tình trạng là có máu đen và máu tươi. Đặt xong thì chúng em tiến hành soi lại thì thấy trong dạ dày thì có máu máu tươi và là cục máu đông nó trào ngược từ hoàn toàn tràn lên kích thước khá rất là to mà chúng em không xuống kiểm tra được phân hoàn toàn tràn và xin báo cáo hết. Vâng, sau khi nhìn hình ảnh của các anh chị thì em thấy là cái phần hành tá tràng của nhà mình soi chụp lên thì là một cái tổn thương rất là lớn ạ, rất là lớn là hành tá tràng và có những cái điểm mạch và các anh chị cũng mới có cái tiêm cầm máu và đương nhiên là cái với một cái ổ loét to và sâu như thế này thì khi mà tiêm cầm máu đương nhiên là có cái nguy cơ chảy máu tái phát rất là lớn ạ. Về mặt vừa nãy thì tiến sĩ Linh cũng đã phân tích cái phim, tức là cái chỗ dạ dày á cũng chưa loại trừ là một cái ổ thông ra phía sau, chưa loại trừ thủng bít thì mình cũng chưa loại trừ cái này là một cái ổ tổn thương loét rất là lớn gây xuất huyết tiêu hóa và nó gây tổn thương ra phía mặt sau của hành tá tràng. Thì cái này thì cái nguy cơ mà chảy máu tái phát lại cực kỳ lớn và khi mà mình can thiệp nội soi, đương nhiên khi can thiệp nội soi thành công thì bệnh nhân đảm bảo là không sao, nhưng khi mà can thiệp nội soi thất bại thì lúc đấy mình phải can thiệp về mặt ngoại khoa nữa. Cái này thì khi mà nội soi mà can thiệp thất bại thì hoàn toàn là không thể giải quyết được. Thế còn về mặt điều trị nội khoa thì các em thấy có các anh chị đã đang dùng PPI đường tĩnh mạch rồi ạ. Thì anh chị đang dùng cái liều, đầu tiên là các anh chị dùng liều đây, dùng omeprazone đấy ạ. Dùng omeprazone tiêm tĩnh mạch chậm, sau đó thì mình truyền tĩnh mạch liên tục đúng không ạ? Và chó truyền máu thì đấy, trên nền một cái bệnh nhân mà hơn 70 tuổi, 76 tuổi, tức là rất là nhiều tuổi đấy ạ. Thì không biết là có tiền sử tăng huyết áp hay gì hay không, nhưng mà huyết áp lúc vào thì chỉ có khoảng 90-60, mạch thì rất là nhanh ạ. Thì cái này thì bắt buộc về mặt hồi sức thì rõ ràng là mình sẽ phải truyền dịch, truyền máu và hồi sức cho bệnh nhân. Và khi mà xét nghiệm qua mấy ngày thì là đa phần là huyết sắc tố của bệnh nhân chỉ loanh quanh khoảng 70-72 và gần nhất là 78. Thì như thế này thì chắc chắn là bệnh nhân vẫn sẽ phải tiếp tục truyền máu đấy ạ. Đối với bệnh nhân cao tuổi như thế này, bệnh lý thận mạn rồi, khi mà huyết sắc tố như thế này thì bắt buộc sẽ phải mình là sẽ khoảng 1 gram ạ. Thì tiếp tục phải truyền là mình sẽ phải đánh giá cái tình trạng chảy máu tái phát của bệnh nhân. Và khi mà chảy máu tái phát mà thất bại qua mặt nội soi thì bắt buộc nó sẽ phải chuyển qua phẫu thuật đấy ạ. Vâng. Em xin bổ sung một số các cái ý kiến về điều trị nội tiêu hóa. Vâng, cảm ơn bác sĩ Mai Thị Thu Thảo cũng đã cho cái ý kiến về chuyên khoa nội tiêu hóa. Trong đó chúng ta vẫn chưa loại trừ là một cái thủng bít, và với cái chảy máu như vậy, với mất máu nhiều như vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục truyền máu và vẫn phải duy trì cái truyền PPI. Bác sĩ Thảo thì tôi được biết là cái omeprazone nó cũng không phải cái chế phẩm mà có thể thuốc truyền đúng không ạ? Omeprazone thì cũng có cả chế phẩm tiêm truyền đấy ạ. Có ạ. Ở Việt Nam không có. Nhưng ở mà Việt Nam có. Thì ở mình thì đa phần là dùng pantoprazone và esomeprazone. Còn omeprazone trên thị trường thì cũng có dạng tiêm truyền ạ. Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Phó sư tiến sĩ Trịnh Lê Huy, chuyên khoa ung bướu, thì chúng ta thấy bên ngoài bệnh viện cũng đang rất là nghi ngờ với cái tính chất đây là một cái ca vừa chảy máu và với cái thể trạng này. Để xong rồi chụp hình ảnh chụp CD này, có vẻ là có cái gợi ý về cái việc này. Bên cạnh đó là có một số cái marker ung thư ông tăng CA724 đâu đó đến 107 vân vân. Chính vì là đó mà các đồng nghiệp chúng ta đang nghĩ đến đây là một cái trường hợp của u tá tràng. Xin mời phó sư Trịnh Lê Huy xin cho ý kiến nhận xét về trường hợp này. Xin mời phó giáo sư. Dạ vâng, em kính thưa thầy Hải và kính thưa các thầy cô trong hội trường và kính xin chào các quý vị đồng nghiệp mà bệnh viện đầu cầu Việt Nam Viên Chăn. Thì đầu tiên thì xin trân trọng cảm ơn những cái phân tích về mặt hình ảnh của thầy Linh và những cái phân tích về mặt lâm sàng của cô Thảo. Thì đúng là bệnh nhân này cái vấn đề nổi trội nhất bây giờ là cái xuất huyết tiêu hóa, và cái nguyên nhân thì như thầy Linh phân tích khả năng có thể là nó cứ túi thừa hoặc là túi thừa hành tá tràng hoặc là
cái u ở vùng hang vị mà thủng bít đất sau. Thế thì cá nhân em thì sau khi nghe các bạn trình bày bệnh án rồi xem phân tích hình ảnh và phân tích lâm sàng của cô Thảo thì khả năng có vẻ thiên về cái nguyên nhân ác tính nhiều hơn. Ở mấy cái lý do, thứ nhất là cái diễn biến và cái thể trạng của bệnh nhân khá là phù hợp với một cái bệnh lý ác tính, sụt cân rồi là cái xuất huyết, tình trạng thiếu máu rất là rõ rệt. Và trên, đặc biệt là trên hình ảnh, những cái tổn thương ở vùng hang vị rất là rõ ràng, cái vùng nó dày hẳn lên và nó phù hợp với cái hình ảnh nội soi là cái cục máu đông rất lớn ở trên cái ổ loét rất là lớn. Và với những tất cả những cái dự kiện như vậy, mặc dù mình chưa có kết quả giải phẫu bệnh thì mình vẫn thiên nhiều về cái vấn đề về ác tính hơn là cái túi thừa. Và thực sự nếu muốn chẩn đoán phân biệt thì như thầy Linh nói thì mình chụp một cái phim có uống thuốc cản quang, thế nhưng cũng e rằng không biết bệnh nhân này có cơ hội làm việc đó không, bởi vì cái nguy cơ mà xuất huyết tái phát này rất là lớn, bởi vì gần như là mình cũng chưa can thiệp được gì với ổ loét và cái điều trị nội khoa e rằng nó cũng không thể đảm bảo. Chắc là cô Thảo cũng đồng ý là cái điều trị nội khoa nó cũng không thể đảm bảo được cái vấn đề nó ngừng được cái xuất huyết. Và thực tế thì bọn em trên lâm sàng bọn em cũng gần gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân như thế này, đặc biệt những bệnh nhân cao tuổi và thể trạng yếu như này thì cái vấn đề xuất huyết tái phát sẽ rất là lớn, nguy cơ rất là cao. Và đứng trước bệnh nhân này thì em nghĩ cái mà cái hướng tiếp cận phù hợp đó là mình cố gắng hồi sức bệnh nhân thật tốt và chuẩn bị cái hội chẩn phẫu thuật một cách chủ động cho bệnh nhân. Thế còn và mình phải theo dõi thật sát, bởi vì nguy cơ nó có thể chảy máu có tái phát một cách ồ ạt. Giống như có thể nói nếu cái sông dạ dày mà nó chảy gu ta gu, những cái chảy tổng xuống là mình phải mổ cấp cứu ngay lập tức, chứ mình không thể đợi mà mổ chủ động mổ phiên được. Thì em với tất cả những cái mặc dù chưa có đầy đủ các cái dữ kiện lâm sàng, thế nhưng mà với trước cái bệnh cảnh như này thì khả năng cái diễn biến bệnh nhân nó sẽ như vậy nhiều hơn. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn phó sư Trịnh Lê Huy. Những cái marker nó có giá trị gì trong trường hợp này không ạ? Phó sư Huy. Bà có thầy Hải thì ở đây các bạn có làm cái CEAM 724, nhưng mà trên lâm sàng thực tế thì bọn em gặp nó cũng không có ý nghĩa lắm. Với những trường hợp viêm dạ dày có thể tăng lên 300-400 là nó về bình thường. Ở đây trăm mấy thì nó cũng chưa nói được điều gì. Dạ vâng. Cảm ơn ý kiến của phó sư Huy với cái một cái tính chất lâm sàng và cái hình ảnh trên nội soi cũng như CT thì phó sư Huy nghĩ thiên nhiều về vẫn là một bệnh lý ác tính, và với cái nguy cơ mà xuất huyết tiêu hóa cao, xuất huyết tại chỗ tái phát với cái tổn thương như này là rất là cao, và khi đã chảy máu lại thì thường là cái khả năng cầm được máu sẽ khó và nguy cơ bệnh nhân sốc là rất cao. Vậy phó sư Huy cũng khuyên là chúng ta nên chủ động đưa kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhân, vừa là để chúng ta xử trí chảy máu, tránh chảy máu tái phát, và thứ hai là chúng ta đánh giá tổn thương và làm giải phẫu bệnh để đánh giá xem có phải là một cái trường hợp ác tính hay là lành tính. Vâng ạ. Bên cạnh đó thì bệnh nhân chúng ta thấy có cái gút, mà giữa bệnh lý gút mà mạn tính cộng với cái việc dùng thuốc để giảm đau chữa gút viêm thì có thể nó là một trong những nguyên nhân rất là thường gặp. Cái việc ở những cái bệnh nhân mà dùng gút để có cái chảy máu tiêu hóa do dùng cái thuốc NSAID chống viêm không steroid có thể ảnh hưởng đến cái việc này. Thì chúng tôi cũng mời bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Thú, phó khoa nội tổng hợp và chuyên khoa về cơ xương khớp cho cái ý kiến về cái trường hợp này. Xin mời bác sĩ Phạm Văn Thú ạ. Vâng, cảm ơn thầy Hải. Thưa thầy Hải và thưa các thầy cô ở trong hội trường cũng như các bạn đồng nghiệp ở các đầu cầu. Thì bệnh nhân này thì tôi cũng đã xem lại hồ sơ thì các bạn đã chuẩn đoán một cái gút mạn. Thì cái gút mạn trong trường hợp này thì chưa có bằng chứng một gút mạn ạ. Thì gút mạn chúng ta nếu mà được chẩn đoán gút mạn ấy, thì phải có một số cái dấu hiệu. Đó là phải có, đầu tiên chúng ta phải tìm được cái hạt tô phi ạ. Trường hợp thứ hai là chúng ta có thể có một cái sưng đau nhiều khớp, có biến dạng khớp. Thì chúng ta chẩn đoán gút mạn trên nền với tiền sử đã nhiều lần xuất hiện cơn gút cấp ạ. Nên tôi đầu tiên tôi bình luận về cái chẩn đoán chúng ta là xem chúng ta xem chẩn đoán gút mạn có đúng không. Cái hai là mình cũng hỏi lại xem bệnh nhân từ trước nay có tiền sử bệnh gút không ạ. Nếu có tiền sử bệnh gút đúng như là thầy Hải nói đấy, thì như các bạn cũng đang định là nếu mà có bệnh nhân này, nếu có cơn gút cấp trên bệnh nhân xuất tiêu hóa thì chúng ta sẽ xử lý thuốc giảm đau loại gì để vừa có tác dụng giảm đau vừa đỡ ảnh hưởng đến cái tổn thương trên đường tiêu hóa của bệnh nhân.
Với kinh nghiệm của tôi là bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp, với những bệnh nhân mà có bệnh gút cấp trong đợt mà có xuất huyết tiêu hóa thì hai chế phẩm chúng ta có thể dùng được, đó là nhóm colnicin và cái thứ hai là nhóm điều trị giảm đau thông thường không có chống viêm, đó là nhóm paracetamol. Ngoài ra trong một số trường hợp thì chúng ta có thể dùng cái chế phẩm bôi tại chỗ thuộc nhóm Voltaren, ví dụ như là như Voltaren hoặc là ketoprofen đấy, là cái thuốc bôi tại chỗ, nó không ảnh hưởng đến dạ dày, không ảnh hưởng đến cái tình trạng xuất tiêu hóa. Ngoài ra chúng ta cũng sử dụng một số biện pháp là chúng ta phải chườm lạnh tại chỗ nó để giảm cái đau cho bệnh nhân cũng như hạn chế dùng sử dụng thuốc. Chúng ta biết rằng paracetamol thì ở đây có bác sĩ Thảo thì biết rằng nếu mà dùng quá 3 gram một ngày thì nguy cơ xuất tiêu hóa cũng tương đương như là các thuốc NSAID khác. Như vậy các bạn đồng nghiệp chú ý là khi dùng thuốc thì chúng ta nên dùng các thuốc giảm đau thuộc nhóm colnicin, nhóm paracetamol và nhóm NSAID xoa tại chỗ. Những bệnh nhân này, trên bệnh nhân này chúng ta phải chú ý khi dùng thuốc giảm đau trong trường hợp mà chuẩn bị bệnh nhân có xuất hiện cơn giảm đau như là cơn gút cấp ấy, thì chúng ta chú ý chức năng thận của bệnh nhân. Bệnh nhân này thì tôi vừa ngồi tính với lại bác sĩ Huyền thì thấy rằng mức lọc cầu thận độ 4, mức lọc cầu thận được khoảng từ 23 đến 30 ml trên giờ, tức là cái mức lọc dưới 30 thì chúng ta phải điều chỉnh thuốc rồi. Các thuốc thông thường chúng ta thường dùng giảm nửa liều, colnicin chúng ta thường dùng 0,5 mg một ngày thôi ạ. Còn các thuốc khác thì chúng ta cũng phải giảm liều liều, nhưng riêng paracetamol rất may chúng ta không ảnh hưởng chức năng thận, nhưng riêng colnicin các bạn dùng là phải dùng giảm 1/2 liều điều trị thông thường ạ. Ngoài ra thì nếu mà muốn mà dự phòng những cơn gút cấp thì chúng ta phải sử dụng các thuốc để hạ axit uric máu. Ở đây bệnh nhân có một cái axit uric máu là 384 mmol trên lít trên 360. Trong trường hợp này chúng ta phải cố gắng duy trì được axit uric máu dưới 360 thì mới hạn chế được các cơn xuất hiện cơn gút cấp. Thì trong các hai loại thuốc mà đang có ở để hạ axit uric máu trên hiện nay đang có, đó là nhóm allopurinol và nhóm febuxostat. Thì cái nhóm febuxostat ấy thì ít ảnh hưởng đến chức năng thận hơn, nên chúng tôi khuyến cáo các bạn nên sử dụng cái nhóm đó. Như vậy chúng ta phải sử dụng gì ạ? Đồng thời nếu mà cần thì chúng ta sử dụng cái thuốc hạ axit uric máu và dùng các thuốc giảm đau thuộc nhóm colnicin và nhóm paracetamol trong trường hợp có cơn xuất hiện cơn gút cấp. Vâng, xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú đã cho cái hướng dẫn điều trị rất là phù hợp với lại cái bệnh nhân nếu có cơn gút cấp trên nền gút mạn mà lại có cái xuất huyết tiêu hóa cũng như cái suy thận. Xin cảm ơn bác sĩ. Và với cả... dạ em xin thêm báo cáo thêm là hôm nay làm lại chức năng thận thì bình thường rồi. Ồ, như vậy là một cái trường hợp mà chúng ta có thể, đó là trường hợp do thiếu dịch, là suy thận cấp, do thiếu dịch, do mất máu, tụt huyết áp kéo dài. Và sau khi mà chúng ta đã điều trị bổ sung dịch và bổ sung máu thì chức năng thận của bệnh nhân trở lại bình thường. Vâng, cũng như thế là cũng rất là may cho bệnh nhân vì bệnh nhân sẽ có thêm một cơ hội. Vì nếu mà suy thận thì chúng ta biết là nó là chặn cái cửa ngõ trong việc điều trị nội khoa cũng như ngoại khoa. Và cũng như bác sĩ Thảo lúc nãy nói thì chúng ta nên nâng cái hemoglobin của bệnh nhân lên. Chắc là ít nhất là phải 90, bệnh nhân già và có nhiều bệnh lý nền. Chúng ta cũng không lạ gì nếu cái nhóm bệnh nhân mà có tuổi cộng với là có bệnh thận, như là cái sỏi thận như trong trường hợp này, sỏi san hô nữa thì khi mà thiếu dịch thì rất là dễ bị suy thận cấp. Ở đây là cái chúng ta cũng lưu ý để bổ sung dịch cho bệnh nhân, theo dõi số lượng nước tiểu hàng ngày. Vâng, bệnh viện Hà Nội Viêng Chăn có một ca lâm sàng rất là hay, không biết là các anh chị có hỏi gì các chuyên gia đang ngồi trong phòng hội chẩn không ạ? Còn bác sĩ Huyền, đúng rồi, xin lỗi, là chúng ta đang có một chuyên gia rất là liên quan ở đây, là bác sĩ Hoàng Thị Thanh Huyền. Vâng ạ, chuyên khoa thận tiết niệu. Vâng ạ, chúng tôi lại có bác sĩ Huyền ở đây. Chúng ta có bác sĩ Huyền đây là bác sĩ chuyên khoa nội thận tiết niệu. Xin bác sĩ Huyền cho ý kiến về khía cạnh thận tiết niệu của bệnh nhân này ạ. Xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Thanh Huyền. Vâng, kính thưa thầy Hải, kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Thì ở đây như các anh thầy chị cũng thấy là đây là một cái bệnh nhân mà có cái suy thận cấp, tức là trước đây thì cũng không có tiền sử suy thận, mà vào thì creatinine là 191. Thì theo các khuyến cáo thì chúng ta sẽ nên tính cái mức lọc cầu thận dựa vào cái công thức CKD-EP hoặc là MDRD. Thì khi mà tính thì mức lọc cầu thận của bệnh nhân này là 31 ml trên phút, và xét nghiệm nước tiểu thì chỉ có hồng cầu, bạch cầu, thì chúng tôi cũng nghĩ nhiều khả năng đây là một cái suy thận cấp.
Vì bệnh nhân này là chúng tôi có thấy là các bạn có hai cái yếu tố có thể làm cái suy thận cấp nặng lên. Một là có cái thiếu máu. Thứ hai là trong vì cái mục đích chẩn đoán thì chúng ta có chụp cái CT có tiêm thuốc. Thế thì các bạn cũng là lưu ý, thứ nhất là trong trường hợp này các bạn nên duy trì cái huyết sắc tố trên 90 cho các bạn truyền máu. Thứ hai, nếu mà cần thiết phải chụp CT có tiêm thuốc thì các bạn nên truyền dịch trước và sau cái ngày chụp CT để tránh cái tình trạng tổn thương thận cấp do thuốc cản quang. Đặc biệt là các bạn sau khi các bạn chụp CT có tiêm thuốc xong thì các bạn nên chú ý kiểm tra lại chức năng thận sau 48 giờ và mỗi 48 giờ và phải kéo dài ít nhất là 7 ngày, bởi vì là chức năng thận do tổn thương thận cấp do thuốc cản quang thì có thể kéo dài sau 7 ngày. Và rất may thì hiện tại thì bệnh nhân này thì chức năng thận đã về bình thường. Thế thì các bạn, tuy nhiên các bạn cũng vẫn cần phải kiểm tra và cố gắng là đảm bảo cái thể tích tuần hoàn như là truyền dịch, truyền máu để cái chức năng thận nó không bị tệ đi nếu mà cần phải phẫu thuật hay là có các cái can thiệp. Vâng, em xin hết ý kiến ạ. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Huyền. Đấy, bác sĩ Huyền cũng làm rất là rõ hơn và đặc biệt rất liên quan trong trường hợp này. Nếu mà chúng ta cần phải chụp CT có thuốc cản quang thì có thể truyền dịch trước. Theo cái trường phái Pháp ngày xưa chúng tôi đi học ấy, thì người ta sẽ truyền 1 lít dịch trước khi anh đi tiêm cái đấy và sau đó về thì chúng ta duy trì tí tách tiếp và theo dõi chức năng thận sau đó. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa Hoàng Thị Thanh Huyền. Và các đồng nghiệp ở bệnh viện Hà Nội Viêng Chăn có hỏi gì các chuyên gia nữa không ạ? Ở bệnh viện Hà Nội Viêng Chăn có thể mổ được một ca này, mổ ca ví dụ như là cắt khối tá tụy hay là những loại nhỏ nhỏ như này không ạ? Dạ, dạ có thôi ạ. Và chúng em xin ý kiến của thầy cô về trường hợp này, nếu mà can thiệp ngoài khoa thì cũng chúng em xin ý kiến của thầy cô một chút ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, cảm ơn các bác sĩ, các đồng nghiệp ở bệnh viện Hà Nội Viêng Chăn. Và chúng ta cũng có một vừa trải qua một ca lâm sàng rất là hay. Và đây tiếp theo chương trình